Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Machine ATM. Mình là Zach, mình là admin phân tích về kỹ thuật. Rất vui được đồng hành cùng anh em trong video ngày hôm nay. Ok, video ngày hôm nay Zach sẽ cập nhật lại tầm nhìn của những đồng coin, những kèo mà Zach đã coin cho anh em ở các video trước, bao gồm có Sushi, Alpha, CTK. Ok, đây đã là ba đồng coin mà đã bắt đầu chạy ra khỏi vùng entry và đang tiến về vùng TP, và kèo sushi hiện tại đã đạt được đến cái ngưỡng TP cao nhất mà Zach đã call cho anh em. Còn Alpha hiện đang mập mờ để bứt phá khỏi điểm down tiếp theo. Còn CTK hiện tại vẫn đang là một dấu chấm hỏi khi mà buổi chiều hôm nay CTK đã bứt phá lên được 20 tới 30%, sau đó đã rút râu rất là mạnh về. Thì mình sẽ cập nhật cho anh em rõ hơn và chi tiết hơn hiện tại tầm nhìn của Sushi, Alpha và CTK như thế nào nhé. Anh em cùng theo dõi video. Let's go. Ok, trước tiên đây là chart của Sushi mà mình đã call cho anh em. Và cái chart này mình đã vẽ từ video 1 và video 2. Thì sau một tháng, gần một tháng là hiện mình call cái kèo Sushi ở vào ngày 24 tháng 11 này, thì gần 30 ngày thì kèo đã chạm đến cái mốc TP cuối cùng mà mình đã báo cho anh em. Tuy nhiên có một vài anh em vẫn muốn hold đồng này vì cảm thấy cái lực vẫn còn rất tốt và yêu cầu mình cập nhật tiếp tầm nhìn như thế nào. Thì ok, mình sẽ cập nhật lại tầm nhìn tiếp theo cho anh em để xem thì cái vùng này sẽ có được phá và tiến tới tiếp những vùng TP mới hay không. Thì mình sẽ phân tích ngay cho anh em nhé. Ok, hiện tại là mình sẽ dùng Fibo để mình kẻ bước sóng thứ nhất. Thì hiện tại bước sóng thứ nhất đã hoàn thành. Và có vẻ đây mới chỉ là sóng 1, sóng 2 và sóng 3 thôi. Thì hiện tại có tồn tại những vùng hỗ trợ sau đây. Đây là vùng hỗ trợ đầu tiên mà anh em phải chú ý. Mình có thể cái vùng này có thể bự hơn một chút. Tại thì không có. Ok, vùng thứ hai là vùng này. Đây là cái vùng cứng và ngay từ đầu mình đã báo cho anh em vô kèo từ 1.7 đến 1.9 đây, và rất nhiều anh em ăn ngay cái đoạn này lên tới đây. Ok, hai đoạn này sẽ là hai đoạn hỗ trợ, hai vùng hỗ trợ quan trọng của Sushi, và chúng ta cùng xem xét ở tại những cái vùng hỗ trợ này, ở cái khung nhỏ có những cái điểm nào để khẳng định là nó sẽ quay về tới đây không. Trước tiên mình sẽ dùng Fibo để mình vẽ bạn bước sóng 2 nhé. Bước sóng thứ ba thì hiện tại cái vùng này đang trùng khớp đến điểm 0.618 đây của Fibo quy hồi, thì chúng ta cần chú ý chỗ này vẫn khớp với cái vùng hỗ trợ bên dưới. Thì mình hy vọng chuyện này không xảy ra vì nếu mà hồi về đây thì nó giảm tới mức 1.2. Tuy nhiên không nói trước được điều gì cả. Nếu mà anh em nào dùng margin hoặc là future để đánh cái vùng này thì cái rủi ro sẽ rất là cao, nhưng mà anh em nào chịu được rủi ro đó thì anh em take care. Còn mình chỉ báo hiện tại là sushi này mình sẽ chỉ báo vùng cho kèo spot thôi. Còn nếu mà kèo margin về sau mình có cảm thấy hợp lý thì mình sẽ báo cho anh em trong group của Jayzily nhé. Còn hiện tại là kèo này vẫn vẫn sẽ mình báo cho kèo spot là chính. Ok, cái vùng 0.618 này đang trùng với cái vùng hỗ trợ ở đây thì chúng ta cũng nên lưu ý để phòng hờ cho cái rủi ro. Mà nếu mà có thể một cây đợt sóng mạnh hồi giảm giảm về thì nó có thể giảm luôn thẳng về tới đây không chừng. Cái này cũng chúng ta cũng khó mà nói trước được, nhưng mà nếu mà ở vùng 3 chấm này mình kỳ vọng nó sẽ giảm về cái vùng chấm này hơn. Thì mình sẽ vẽ thêm, mở thêm những khung nhỏ để mình check xem cái vùng này thì tại đó nó sẽ về chính xác tới đâu. Mình đánh dấu 3 điểm trước đi. 30.382, 0.5 và 0.618. Ok, mình cùng xóa những cái Fibo đã vẽ nhé. Ok, mình check vùng H6. Thì tại vùng H6 đang tồn tại một cái trend line tăng. Đương nhiên rồi, trend là đang trend tăng rõ ràng rồi.
cái này không cần phải bàn cãi. Và tại đây đang tồn tại một vùng hỗ trợ khung H6 ở đây. Đây là hợp lý, là 2.4, ok nhé anh em. Vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 1.9, vẫn chưa có gì thay đổi, và mình sẽ dùng Fibo quy hồi để mình vẽ thử xem đoạn này nó sẽ có thể hồi phục về đâu. Anh em thấy đây, ở cái đoạn sóng này, mình sẽ không giải thích lý do vì sao tại sao mình dùng Fibo ở đoạn sóng này, và mình sẽ có một dịp để mình chia sẻ những cái lý thuyết này cho anh em. Thì hiện tại anh em chỉ hiểu một điều là khi mình trả Fibo thì những cái vùng trùng này sẽ là những vùng quan trọng. Thì hiện tại mình có thấy á là Fibo tiếp tục chạm ở vùng 2.35, 2.4, thì hiện tại vùng này là vùng khá ok cho anh em lưu ý nhé. Cái tiếp theo nó đến đến khung H4, thì tạm thời H4 cũng không có gì quyết định ngoại trừ cái dây EMA 89, anh em thấy không? Dây EMA 89 đang được đỡ ngay tại cái vùng này luôn. Thì anh em cần lưu ý cho mình, nếu mà cái giá xe quay thì bắt đầu cái dây EMA sẽ bắt đầu đi ngang như thế này đây, chứ sẽ không đi dốc lên như là cái đoạn này là cái đoạn mà tăng trưởng mạnh đây. Nó sẽ bắt đầu đi ngang cong dần như thế này đây, chứ không đi dốc lên nữa. Thì cái vùng này càng được khẳng định bởi dây EMA 89 ở khung H4 nha anh em. Ok, tiếp theo là tới vùng H3, khung H3. Thì khung H3 mình sẽ phóng qua lịch sử trước hơn nữa để mình xác định những cái vùng hỗ trợ của lịch sử. Thì vùng lịch sử trước tiên là vùng 2.6, anh em lưu ý hiện tại tồn tại vùng hỗ trợ 2.6, thì tại đây cũng hỗ trợ, cái vùng hỗ trợ là 2.6. Tiếp theo là cái vùng 2.4 ở tại cái đoạn mới đây. Tiếp theo là cái vùng 2.2, đây là ba vùng hỗ trợ. Ok, vậy nếu mà sushi hồi phục về đoạn, mình kỳ vọng là sushi sẽ hồi phục về đoạn 2.4 này, thì nếu mà hồi phục về đoạn 2.4 này thì TB sẽ là ở đâu nếu mà anh em bắt ở đoạn 2.4 này nhé. Ok, TB mình sẽ xử lý như sau. Vùng TB kỳ vọng của mình là 4 đô và 5 đô. Ok, mình sẽ kéo qua lịch sử để xem cái vùng này nó có hợp lý so với lịch sử hay không nhé anh em. Ok, tại vùng 5 đô cũng đang tồn tại một vùng kháng cự đây nè, anh em thấy không? Đây. Và ở vùng 6 đô, ở vùng 4 đô thì hiện tại có vẻ là không tồn tại cái vùng nào có vẻ không hợp lý lắm, nhưng mà theo cái Fibo thì nó vẫn có khả năng xảy ra, và khi mà nó phá được cái vùng 4 mình kỳ vọng nó sẽ lên tới cái vùng 5 đô luôn nhé anh em. Nhưng mà trước đó nó sẽ phải lên test lại những cái râu ở đây tầm vùng 4.4, 4.5 nha anh em. Em cho 4.4 đi. Đây sẽ là tầm nhìn của Sushi. Cái vùng anh em entry, nếu mà anh em chưa vào kèo thì mình kỳ vọng tại điểm này là 2.4, và cái vùng TB của mình sẽ là 4 cho tới 5 đô. Tuy nhiên kèo này vẫn là một kèo rất rủi ro cho anh em, vì nếu thị trường phản ứng mạnh thì có thể sẽ có những đoạn mà cái cây đỏ nó đi thẳng một đường đi xuống như thế này đây, và mình hy vọng điều đó không thể xảy ra, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra được. Nên anh em lưu ý cho mình, chia vốn ra và đánh chứ không all in, tuyệt đối không all in, vì tài khoản của anh em, tiền của anh em mất là anh em phải là người tự chịu, và nếu mà ăn mình cũng không ăn được đồng nào, nên anh em phải biết quản lý vốn của mình cho thật tốt và đánh thật là kỷ luật cho mình nhé. Ok, tiếp theo là đồng alpha. Đây là tầm nhìn của đồng alpha mà mình đã
xử lý cho anh em thì ở một mình có báo cho anh em cái vùng vào và mình đã có kẻ phi fiber để cho anh em vào thì nó đã khớp với cái đoạn 0.618 ở đây và rất nhiều anh em đã bóp được cái vùng này và hiện tại đã đang phản ứng ở vùng fibo 0.236 này và đang phản ứng tiếp ở vùng 0.382. Anh em thấy đây cái đường đi của nó như sau, thì trước tiên nó xuống tới fibo 0.352, nó đi lên phản ứng 0.236, tiếp theo nó đi xuống tới vùng 0.5 và đi lên tiếp phản ứng tiếp với vùng 0.382 và sau đó đi xuống vùng 0.618 và phản ứng ngược lại. Anh em thấy có điều đặc biệt gì không? Rất là theo quy tắc và điều mình hy vọng là nó sẽ bắt đầu đi lên tới đây và phá được cái điểm down. Nếu mà thị trường sáng sủa thì mình kỳ vọng đồng alpha sẽ phá được điểm down và đẩy lên cái vùng TP mới. Thì cái vùng TP mình vẫn đang giữ là 0.44 nhưng mà mình sẽ xử lý lại cái vùng TP cho anh em nhé. Okay. Trước, ok, mình sẽ giải thích rõ hơn cái Fibo này, anh em thấy bước sóng không? Fibo đây, giảm 2 lên 1, giảm 2 lên 1, giảm 2 rồi lên 2, rồi giảm 1 rồi lên 2, rồi giảm 1 rồi lên 2. Thì cái vùng lên 2 này có thể sẽ xảy ra và mình kỳ vọng nó sẽ xảy ra. Ok, mình sẽ đo Fibo để cho anh em cái tầm nhìn. Trước tiên là mình xác định bước sóng sóng thứ nhất. Thì bước sóng thứ nhất đã hoàn thành khi phản ứng tại điểm 1. Và hiện tại đang chạy bước sóng thứ 3. Bước sóng thứ 3 đây. Thì cái vùng mình kỳ vọng sẽ là mình sẽ chỉnh sửa lại cái vùng kỳ vọng của mình. Trước tiên là vùng 4.5, 0.45. Trước tiên là vùng 0.45. Thứ hai là vùng 0.62 và cái vùng gần nhất phải phản ứng là cái vùng 0.35. Ok nhé anh em, hiện tại alpha vẫn chưa chạy hết cái đoạn sóng của mình nên là hiện tại những cái vùng mà ATB tiếp cận tiếp theo nó phải trước tiên alpha phải phá được cái đỉnh 0.3 và sau đó lên xử lý tiếp những vùng 0.34, 0.45 và 0.62. Ok nhé anh em. Tiếp theo là đến đồng CTK. Thì đồng CTK hiện tại là đi một cái chạc rất là kinh dị. Thì mình đã báo cho anh em cái vùng gom là từ cái vùng 0.0, 0.90x cho tới 0.95. Hiện tại là sau khi mà nó chạm cái vùng 0.94 một thời gian thì nó đã bứt phá lên 1.2 nhưng mà nó đã rút râu rất lẹ mà mình cảm giác cái đồng này đúng là bị làm giá và bị đè. Ok, anh em đừng hỏi lý do vì sao mình nghĩ nó bị đè thì mình cảm giác vậy thôi. Còn cái điều mà chứng minh thì thực sự không thể nào chứng minh chắc chắn 100% được. Nên là cái cảm giác của mình và tầm nhìn mình nghĩ như thế nào thì mình sẽ nói như vậy. Còn anh em theo hay không là tùy anh em, vì cái vốn này là cũng là anh em và lãi cũng là của anh em và lỗ anh em cũng phải tự chịu. Nên là mình chỉ cho tầm nhìn, còn cái sự quyết định vẫn là anh em nhé. Nếu mà cái tam giác này bứt phá thì trước tiên CTK sẽ chạm mốc nào? Ok, những vùng mà CTK sẽ chạm mốc trước tiên là điểm down ở đây là vùng 1.45 phải phá và khi nó phá xong nó sẽ bắt đầu test lên vùng 1.68. Thứ hai là vùng giá 2.16 và sau đó nếu mà nó đi theo đúng lộ trình thì mình sẽ dùng khoai bột mình đo. Nếu mà đi đúng theo lộ trình như thế này thì sẽ về bắt test lại cái vùng không, cái vùng này là vùng 1. Thì cái vùng tiếp TP tiếp theo của bước sóng thứ 5 sẽ là 0.618, ở tại điểm này là giá 2.6 và giá 3.16. Ok nhé anh em. Những điểm TP trước tiên nó phải đạt là 1.45, 1.68 và 2.16. Nếu lực đủ mạnh nó sẽ lên tới vùng 2.59 và 3 đô và mình vẫn
tin một điều rằng đồng CTK này sẽ lên tới vùng 3 đô. Đó là điều mình mong muốn và mình kỳ vọng cao là nó sẽ xảy ra nhé anh em. Nhưng đồng này sẽ bị làm giá và đi sẽ rất lâu, nên anh em nào dùng vốn thì nhớ quản lý thật là tốt và cho mình những cái quyết định thật là sáng suốt để mà không bị chôn vốn lâu nhé anh em. Ok, mình sẽ vẽ cái bước đi của nó. Nếu phá hôm nay sẽ lên test ở đây và mình nghĩ là nó sẽ bắt test về đây và đi lên, và cái vùng này mình nghĩ sẽ không cứng và sẽ bị phá luôn và sẽ đi lên tới đây và có thể chạm vào đây, và bước tiếp theo là lên đây, chạm vào đây và lên đây theo đúng lý thuyết là vậy, nhưng thực tế nó sẽ chắc chắn sẽ không được như vậy. Nhưng mà trước tiên những cái vùng mà nó sẽ chạm vào phản ứng mình nghĩ sẽ là như vậy. Ok, đây là tầm nhìn được phân tích lại cho ba kèo sushi alpha và CTK. Nếu anh em nào có những thắc mắc về những đồng coin và mong muốn mình phân tích thì anh em có thể comment phía bên dưới. Mình nhóm admin của mình sẽ tìm hiểu và phân tích từ từ những đồng coin cho anh em. Anh em có thể join vào group và channel của Margin ATM để anh em có thể cùng mình và các admin khác bàn luận về những kèo, có cả kèo margin, kèo spot và cả kèo future. Ok, mình hy vọng mình đã cung cấp được cho anh em những tầm nhìn và mình hy vọng anh em sẽ có lãi trong thị trường này. Và nếu mà anh em có lãi từ những cái kèo này thì mình rất vui và mình không mong chờ gì hơn nữa. Ok, chúc anh em một buổi tối tốt lành. Chào tạm biệt anh em.